trước khi vào video mọi người cho mình xin một like ủng hộ tinh thần nhé trang đã lên cao trong khu rừng vang vọng tiếng của trần lập dùng búa đập trên tảng đá anh đang tạo một chiếc hố trên tảng đá này để chế tạo vũ khí bí mật mà anh đã nói sau một lúc trần lập thở phào nhẹ nhõm mình đã vất vả cả đêm cuối cùng thì cũng đã chuẩn bị xong anh nhớ lại lúc chiều khi nói về vũ khí bí mật với mọi người lúc đấy trần lập đã đưa một nắm cỏ đến trước mặt mọi người và yêu cầu bọn họ tìm cho anh những thứ giống như thế này trần lập còn đặc biệt dặn dò nếu trên tay có vết thương thì đừng chạm vào nước của chiếc lá, lấy cho anh càng nhiều thứ này càng tốt. Cầm nắm cỏ trên tay Trần Lập nhớ lại, hệ thống đã xác định đây là một loại thuốc gây tê liệt tự nhiên, anh hy vọng nước ép từ thứ này có thể làm tê liệt lũ bỏ đen nó. Trần Lập đang suy nghĩ thì đại đại cũng đã đi đến, cô lên tiếng, vua, tôi đã đem tất cả những ngọn giáo gỗ đến đây. Vua, sau ngày lại tạo một cái lỗ trên tảng đá đó. Trần Lập mỉm cười nói, đây là một cái cối đá, bạn sẽ sớm biết nó sẽ dùng làm gì khi này bảng hệ thống hiện ra bạn đã phát minh thành công công nghệ cối đá ngoài những thuộc tính quen thuộc thì điểm công nghệ của trần lập lại được cộng thêm một điểm trần lập nói với đại đại bạn đi gọi các cô gái khác lại đây bảo họ cùng nhau nghiền nát những ngọn cỏ này sau đó dùng nước ép từ chúng bôi lên đầu của những ngọn giáo và đặc biệt đừng để vết thương trên tay chạm vào lúc này sừng bò đen đi đến trên mặt đầy phấn khởi vua chúng tôi có thể làm gì chúng tôi cũng muốn giúp đỡ làm việc này trần lập nhìn về mọi người nói hiện tại các ngươi cần ăn uống và nghỉ ngơi thật tốt ngày mai chúng ta có một trận chiến lớn mọi người nghe thấy thì hồ hởi gieo hò thật tuyệt vời nhà vua của chúng ta thật là vĩ đại bình minh vừa ló dạng trần lập đang ngồi trên cành cây thưởng thức một que thịt nướng cùng với muối anh cảm thấy đồ ăn có muối vô cùng ngon đêm qua vì lo lắng cho trận chiến anh cũng không ngủ ở phía dưới các tộc nhân cũng đang ăn sáng đại đại vun cây giáo hét lên vua chúng tôi đã làm xong rồi vừa nói đại đại vừa ném cây giáo cho trần lập Trần Lập cũng nhẹ nhàng chụp lấy cây giáo, có vẻ anh rất tự tin vào kế hoạch hiện tại. Lúc này Trần Lập ra lệnh cho tất cả phụ nữ ở nhà bảo vệ trẻ con, đại đại, sâu xấu và những người còn lại cầm lấy vũ khí cùng anh lên núi săn bò đen. Tộc nhân nghe thế thì hò hét vui vẻ, hôm nay đã đến lúc lũ bò đó sợ hãi rồi. Vài giờ sau, những người đàn ông trong tộc đã lên tới đỉnh núi với vách đá dựng đứng, mọi người đang cẩn thận quan sát. Hoàng Thạch nhìn về phía trước lo lắng, vua của chúng ta đi làm mồi nhữ rồi, nguy hiểm quá. Thạch Cốt bình tĩnh trả lời, vua của chúng ta mạnh như vậy thì có nguy hiểm gì? Thợ săn đang ngồi trên tảng đá cao quan sát, sau đó hét lên, mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng, có vẻ như có chuyển động nào đó ở bên kia sông. Thạch Cốt quay sang đại đại và xấu xấu với vẽ mặt đầy lo lắng, bọn bò đen sắp đến rồi. Các bạn phải đưa những ngọn giáo gỗ một cách kịp thời, đặc biệt là cho Côn. đừng để anh ta thiếu vũ khí. Vua của chúng ta đã mạo hiểm như vậy, chúng ta nhất định không được phạm sai lầm. 10 phút trước, Trần Lập đã âm thầm qua sông quan sát lũ bò đen, anh thầm tính toán, theo kinh nghiệm bị bỏ dí lần trước. Thì lần này khiêu khích lũ bò sau đó chạy đến ngọn núi đó chắc chắn sẽ không có vấn đề. Nhưng để an toàn anh quyết định sẽ chọc một con bò có kích thước nhỏ một chút, dù sao cũng phải thử lại một lần. Nghĩ đến đây Trần Lập di chuyển một cách nhẹ nhàng qua những bụi cây, từ từ tiếp cận mục tiêu. Đến gần mục tiêu Trần Lập hít sâu một hơi cầu khấn, hy vọng trên đường sẽ không bị vấp phải thứ gì đó, nếu không thì kiếp này coi như bỏ sau khi lấy lại bình tĩnh thì trần lập đã nhặt lấy một tàn đá sau đó phang thẳng vào đầu của con bò đen đang uống nước làm nó đau đớn kêu lên chưa dừng ở đó trần lập còn lên tiếng chọc tức các ngươi là lũ khốn kiếp có ngon thì đến bắt ta đi tất cả các ngươi đều là thứ ngu ngốc lời của trần lập đã chọc giận được con bò đen những đường vân màu xanh đã hóa thành đỏ ánh mắt nó đỏ như màu máu sau đó gầm rú về phía trần lập hai con bò đen khác cũng chú ý đến sự xuất hiện của trần lập một giây sau một cảnh tượng quen thuộc lại diễn ra trần lập điên cuồng chạy ở phía sau đám bò đen đang điên cuồng đuổi theo vừa chạy trần lập vừa chửi rủa sao lại là ba con các ngươi thích chơi hội đồng sao ba con là quá nhiều việc này quá nguy hiểm nhưng bây giờ mọi chuyện đã quá muộn trần lập chỉ có thể chạy hết sức về phía ngọn núi trần lập cũng rất vất vả mới có thể tránh được sự tấn công của đám bò đen chạy đến gần vách núi trần lập hét lên thạch cốt nhắm vào con bò đầu tiên tập trung tất cả mũi giáo vào người nó thạch cốt đưa tay ra hiệu mọi người chuẩn bị sẵn sàng những người còn lại cũng nắm chặt ngọn giáo trong tay, mọi người ném, thạch cốt ra lệnh, những ngọn giáo sắc nhọn cũng lao nhanh về phía con bò đen. Trong chớp mắt, những ngọn giáo đã găm lên người của nó, làm cho nó kêu la đau đớn. Nhờ vậy mà Trần Lập cũng có thể tránh được đoàn tấn công mà trèo lên vách đá. Lúc này A Côn cũng cầm ngọn giáo từ từ điều chỉnh phương hướng, sau đó là một ngọn giáo nhanh chóng lao đến, đâm trúng vào cổ của con bò đen. Chúng đoàn chí mạng con bò đen đau đớn gào lên sau đó ngã trên mặt đất khi này vách đá chuyển đến một đợt chấn động do hai con bò đen còn lại vì chạy nhanh mà đã đâm vào vách đá làm cho tản đá nước ra trần lập bị rơi xuống phía dưới nhưng rất may khi này thạch cốt đã nắm được tay anh thạch cốt lo lắng hỏi trần lập có sao không nhưng trên mặt trần lập vẫn đầy căng thẳng anh ra lệnh cho mọi người không được dừng tấn công phải giết chết con bò trước khi thuốc gây tê hết tác dụng kéo trần lập lên thạch cốt lập tức ra hiệu cho mọi người tấn công nhắm vào đầu vào ngực nó đại đại thì lo lắng hỏi thăm trần lập Trần Lập khi này vẫn rất căng thẳng, nhưng anh cũng nói mình không sao. Khi này anh phát hiện hệ thống hiện lên, Thạch cốt lại có kỹ năng chỉ huy, việc này làm cho Trần Lập rất hài lòng. Có vẻ anh chàng này xứng đáng được đào tạo thành một chỉ huy có khả năng hoạt động độc lập. Sau một lúc Thạch cốt lo lắng nhìn về Trần Lập nói, "Vua, có vẻ mọi chuyện không ổn lắm, ở phía dưới ngoài một con bò đã nằm bất động, hai con còn lại dường như đã kiệt sức." Trần Lập lo lắng nói, "Không ngờ thuốc tê này lại nhanh hết tác dụng như vậy, xem ra chúng ta không thể tiếp tục được nữa." khi này thợ săn hét lên vua những con bò khác đang kéo đến dường như chúng đang nổi điên ở phía xa một đàn bò đang điên cuồng vượt qua xong chạy về hướng vách đá trần lập vô cùng lo lắng anh không ngờ bọn chúng lại đến nhanh hơn anh nghỉ có lẽ bọn chúng đã bị thu hút bởi tiếng la của hai con còn sống này trần lập lên tiếng chấn an mọi người đừng hoảng loạn mọi chuyện vẫn nằm trong sự kiểm soát mọi người hãy tập trung xử lý ba con bò ở phía dưới đừng để bọn chúng chạy thoát những tộc nhân lập tức tấn công những con bò đang cố vùng vẫy trần lập chỉ huy mọi người chất độc đã làm cho động tác của bọn chúng chậm hơn tập trung ném giáo vào hai chân sau của bọn chúng để chúng không thể chạy có vẻ như kết quả của sự luyện tập đã được đền đáp những ngọn giáo liên tục được ném vào mục tiêu cuối cùng ba con bò đã nằm trên mặt đất lúc này trần lập cũng ra hiệu cho mọi người dừng tấn công anh nói đây chưa phải là lúc chúng ta hài lòng nếu không nhanh chóng hoàn toàn hạ gục bọn chúng thì những con bò khác sẽ nhanh chóng đến đây chúng ta còn lại bao nhiêu ngọn giáo nữa đại đại bước lên nói thưa vua chúng ta còn 28 cây giáo nữa. Trần Lập nhìn về thợ săn, bạn có thể nhìn thấy có bao nhiêu con bò đang đến không? Thợ săn vội nói mình thấy tầm 20 con đang đến đây. Khi này Trần Lập nói, đây là lý do vì sao ta bảo mọi người dừng lại, nếu tiếp tục tấn công chúng ta sẽ làm lãng phí những ngọn giáo của mình. A à, Côn Tiết Núi hỏi, nếu như chúng ta để ba con bò đen này trốn thoát không phải là một sự lãng phí sao? Trần Lập nhìn về ba con bò đang bất tỉnh nói, Việt hạ gục bọn chúng chỉ là một phần của kế hoạch mà thôi, Tôi chưa bao giờ đặt cược tính mạng của mọi người để tấn công một đàn bò lớn. Mục tiêu từ đầu của tôi chính là nó, con bò đầu đàn. Khi này con bò đầu đàn cũng dần đến gần vách núi. Sau khi chúng ta đánh bại con bò được lớn nhất, những con bò được khác sẽ rời đi, làm cho đàn bò lớn phân tán thành những đàn bò nhỏ hơn, đến lúc đó chúng ta sẽ dễ săn chúng hơn. Nhưng để dụ cho con đầu đàn xuất hiện thì chúng ta cần có mồi nhử. Đó là lý do vì sao ba con bò này nhất định phải sống, vì khi chúng sống thì con bò được sẽ không bỏ rơi bọn chúng nhưng theo kế hoạch ban đầu chỉ cần một con bò đen làm mồi nhử để đối phó với hai con bò đen còn lại thì chúng ta đã tốn quá nhiều giáo gỗ thợ săn lo lắng nói mọi người nhìn vào khu rừng có vẽ con bò được đầu đàn mà vua nói đã đến nó trong to lớn và vô cùng đáng sợ mọi người nhìn về phía đó một con bò đen to lớn gấp bốn lần những con bò khác trên người lại có hai chiếc rừng sắc nhọn nó tức giận gào thét về đám người trần lập sức mạnh của nó thật sự rất đáng sợ lúc này mọi người cảm thấy vách đá đang rung lắc thợ săn bò ra xem thì phát hiện dưới sự điều khiển của con đầu đàn những con còn lại điên cuồng đâm đầu vào vách đá nơi đám người trần lập đang đứng sự rung lắc làm cho những người ở trên không thể đứng vững họ nằm trên mặt đất hét lên sao bọn chúng lại đâm đầu vào núi bọn chúng bị điên rồi sao khi này trần lập lo lắng nói con bò này không muốn trực tiếp chiến đấu với chúng ta nó đứng từ xa chỉ huy những con bò khác trần lập nói đến đây thì vách núi đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt sau đó lập tức bị đổ sụp vị trí đại đại bị sụp xuống làm cô ngã xuống vách núi sau đó bất tỉnh. Trần Lập hét lên hãy cứu cô ấy, ngay lập tức đám tộc nhân nhảy xuống bao vây bảo vệ đại đại. Trần Lập đỡ lấy đại đại đang hoang mang nói, bạn yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ bạn, mọi người khi này đang cầm chắc vũ khí trong tay hướng về kẻ địch. Cô trùy nhìn về Hoàng Thạch hỏi, anh ơi chúng ta phải làm như thế nào? Hoàng Thạch nhìn về phía trước nói, tiến lên và chiến đấu với bọn chúng. Không được hành động hấp tấp, mọi chuyện phải nghe theo chỉ đạo của vua. Trần Lập khi này lấy dìu ra, Hóa ra đây chính là ý đồ của bọn chúng, mọi người tản ra, giữ khoảng cách càng xa càng tốt. Trần Lập có chút bất ngờ khi con bò đầu đàn đã nhìn thấy kế hoạch của anh, anh không ngờ trí thông minh của nó lại cao như vậy. Từ phía trên sừng lợn đen và Thạch Cốt lo lắng nói vọng xuống, "Mọi người, đem theo vũ khí, chúng ta xuống dưới bảo vệ vua." Ở phía dưới Trần Lập hét lên, "Ăn gì mà khôn thế, các ngươi cứ ở trên đó, hỗ trợ chúng ta đối phó với những con sông lên đầu tiên." Ngay lúc này đàn bò đen đã phát động tấn công hai con bò lập tức lao nhanh về phía Trần Lập. Ngay lúc này Lục Đằng đã lao lên trước, sau đó phóng một ngọn giáo lao thẳng vào ngực con bò đen. Con bò đen bị đau dừng lại, thì Trần Lập đã cầm dìu lao đến chém một nhát vào người con bò đen. Một giây sau Lục Đằng đã lao đến ôm lấy Trần Lập chạy về vị trí ban đầu, hai người phối hợp với nhau một cách rất nhuẩn nhuyễn. Ở phía còn lại, Lang Cốt Trì và Hoàn Thạch đang phối hợp với nhau tiêu diệt con bò đen thứ hai. Cốt Trì phóng ngọn giáo về phía con bò đen, nhưng đã bị nó dùng tay hất sang một bên. Con bò đen tiếp tục lao nhanh về phía trước, lúc này cốt trùy dùng hết sức để nắm chặt hai cái sừng của con bò đen. Ngay lúc này Hoàng Thạch đã lao đến ném ngọn giáo vào mắt của con bò làm cho nó kêu la đau đớn. Ở phía trên mỏm đá, Thạch Cốt cũng ra lệnh cho những người khác lập tức ném giáo về phía con bò đó. Trong chớp mắt những ngọn giáo được ném ra, con bò đen gào lên một cái sau đó nằm bất động trên mặt đất. Trận đấu đầu tiên người nguyên thủy chiến thắng, hai bên rơi vào thế rằng co, đám bò đen cũng lo sợ không dám bước lên bọn chúng đưa ánh mắt nhìn về phía con đầu đàn. Trần Lập nhìn về phía trước thầm nghỉ, đàn bò đã được lệnh rút lui, có vẻ như con thủ lĩnh đã quyết định tự mình ra tay. Bầu trời khi này xuất hiện cơn mưa nặng hạt, làm cho con bò đầu đàn xuất hiện một cách đáng sợ hơn. Giờ khắc này đám người Trần Lập giống như một con kiến nhỏ bé đứng trước một người khổng lồ. Sự toa lớn của con bò đầu đàn cũng làm cho Trần Lập bất ngờ, chưa dừng lại đó, con bò được gào lên. Sau đó từ miệng phun ra một luồng ánh sáng hướng về đám người Trần Lập, trần lập sợ hãi hét lên kêu mọi người tránh ra luồng ánh sáng bay thẳng vào ngọn núi sau đó chuyển hướng bay lên trời làm cho ai cũng sợ hãi tránh xa đoàn tấn công đã làm cho vách núi xuất hiện một vết nứt khá lớn trần lập nhìn về vết tích để lại thầm mì đây là thứ quỷ gì nó chỉ phô diễn một chút sức mạnh đã làm cho mọi người ở đây cảm thấy sợ hãi và mất đi ý chí chiến đấu trần lập ra lệnh cho mọi người đưa đại đại chạy về phía bắc còn mình sẽ ở lại cầm chân con quái vật này những người ở phía trên đợi hiệu lệnh của tôi Trần Lập lao về con quái vật hét lên, đến đây, ta chính là đối thủ của ngươi. Con quái vật cũng rất phối hợp, nói cũng gào lên, sau đó xong về phía Trần Lập. Sau đó sừng của con quái vật và rìu của Trần Lập va chạm với nhau, tạo ra một chấn động lan rộng ra xung quanh. Sức mạnh của con quái vật áp đảo, theo thân thể của Trần Lập truyền xuống mặt đất, làm cho mặt đất vỡ nát. Trần Lập cũng bị đánh bay ra ngoài, con quái vật không dừng lại, nó rộng nhảy làm mặt đất vỡ nát, thân hình nó bay lên cao hướng về phía Trần Lập. Trần Lập khi này cũng chỉ có thể bỏ chạy, anh nhìn đến con đường mà con quái vật tạo ra bởi đoàn tấn công đầu tiên. Trần Lập chạy nhanh theo hướng đó, phía sau là con quái vật đang lao đến, do tốc độ cao nên con quái vật đã đâm vào vách núi tạo ra một vụ nổ khá lớn. Đám tộc nhân nhìn thấy thì rất lo lắng cho sự an toàn của vua, có vẻ như Trần Lập đã không thoát được đoàn tấn công vừa rồi. Khói bụi tan đi, con quái vật lại xuất hiện, thân hình khổng lồ không một chút thương tổn, khi này nó đưa mắt nhìn đến đám người hoàn thạch đang đứng gần đó bằng ánh mắt dữ tợn nó đưa tay chụp về đám người nguyên thủy khi này lang cốt trùy nói đừng lùi bước sẵn sàng chiến đấu cho dù có chết tôi cũng phải chọc mù mắt nó khi cánh tay của con quái vật sắp chạm đến đám người thì từ trong vách đá có một luồng ánh sáng xanh bay ra nó chém vào tay con quái vật làm nó bị thương máu văn lên cả khuôn mặt của con quái vật con quái vật tức giận nhìn về hướng của kẻ tấn công không ai khác chính là trần lập ngồi trong khe núi trần lập nói ta phải cảm ơn ngươi vì đã tạo ra cái lỗ này vào thời điểm quan trọng để ta có thể trốn vào trong hiện tại trong lòng trần lập đang rất lo lắng tuy không chết nhưng hiện tại anh thấy cơ thể mình đã bị thương khá nặng thấy trần lập còn sống thì đám tộc nhân cũng rất vui mừng trần lập hét lên thạch cốt quan sát chúng tôi sẵn sàng ra tay khi có lệnh trần lập khi này hô lên một chữ giết sau đó xong về phía con quái vật những tộc nhân ở phía dưới cũng đồng loạt dũng cảm xông lên cốt trùy lao đến tấn công vào đầu con quái vật thì đã bị cái sừng của nó đâm trúng nhưng anh vẫn bám lấy để cản tầm nhìn của nó ở phía dưới hoàng thạch cũng phóng giáo vào tay con quái vật lục đằng cũng cầm giáo lao đến sau một lúc giao chiến thì lục đằng cũng bị con quái vật túm lấy khi này trần lập đã tranh thủ thời gian tiếp cận được đầu con quái vật trong chớp mắt trần lập phun dìu tấn công vào mắt nó làm cho nó kêu la đau đớn nó cũng vô thức thả mọi người ra đám tộc nhân lập tức tránh ra xa con quái vật con quái vật gào lên tấn công mọi thứ xung quanh những luồng ánh sáng làm cho đất đá vỡ nát khi này Trần Lập lại một lần nữa tấn công con quái vật, lưỡi dìu của Trần Lập cấm sâu vào người con quái vật, tạo ra một vết thương vô cùng lớn. Trong lúc té ngã Trần Lập ra lệnh cho đám người thạch cốt dùng giáo tấn công vào vị trí vết thương của con quái vật, làm sao cho chất độc có thể nhanh chóng ngấm vào người của nó. Nhanh chóng hàng loạt mũi giáo được phóng ra, ghim vào người con quái vật một cách chính xác, con quái vật kêu la sau đó ngã nhào trên mặt đất. Thấy con quái vật ngã xuống, mọi người nhìn nhau như chưa thể tin là mình đã chiến thắng. Sau một lúc mọi người mới tung hô ăn mừng, chúng ta thắng rồi, chúng ta thắng rồi, vua vạn tuế. Nhưng Trần Lập vẫn rất căng thẳng, anh nhìn về đám bò đen, bọn chúng vẫn đang nhìn về phía này, dường như có gì đó không ổn, bọn chúng đang chờ đợi điều gì. Khi này con bò đầu đàn vẫn chưa chết, nó từ từ đứng lên, dùng ánh mắt căm phần nhìn về Trần Lập, cả người Trần Lập khi này dường như đã bị đông cứng. Anh chưa phản ứng thì đã bị một đấm của con quái vật đánh văng vào vách đá, đám tộc nhân còn lại cũng chịu chung số phận con quái vật còn phun một luồng sức mạnh về phía đám người thạch cốt ở trên vách đá, làm cho vách đá vỡ nát. Trần Lập ngồi trên mặt đất tự trách vừa rồi mình đã quá bất cẩn, lúc này con quái vật đã từ từ đi đến gần anh. Con quái vật muốn cho Trần Lập biết cảm giác bị xiên là như thế nào, nó cầm lấy một ngọn giáo, sau đó ném mạnh về phía Trần Lập. Với tốc độ và khoảng cách này thì anh đã không thể né tránh, trong lúc Trần Lập xác định mình sắp lên bảng đếm số, thì anh phát hiện có người đang lao đến. Người ấy không ai khác chính là cô em cơ bắp đại đại, cô đẩy Trần Lập ra, sau đó bản thân bị ngọn giáo đâm xuyên qua cơ thể. Chứng kiến cảnh này Trần Lập dường như chết lặng, nhìn cơ thể cô em cơ bắp nằm trên mặt đất. Vô số hình ảnh lại ùa về, đại đại luôn đối xử tốt với anh, lo cho anh miếng ăn giấc ngủ, ngay cả việc đi ỉa. Khi này đứng trước con quái vật khổng lồ Trần Lập đã không còn sợ hãi, thay vào đó là sự tức giận, anh hét lên, ta sẽ giết người. Xung quanh Trần Lập khi này hiện lên hàng loạt cảnh báo màu đỏ, cảnh báo, xuất hiện một sức mạnh không rõ, cảnh báo cảnh báo nhưng trần lập không quan tâm anh vung dìu sử dụng hết sức mạnh của mình chém về phía con quái vật một sức mạnh to lớn phát ra không chỉ chém xuyên người con quái vật mà làm cho ngọn núi bị cắt đứt cuối cùng con quái vật đã bị cắt thành hai nửa video đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất mình xin chân thành cảm ơn